rộng 4.500 m², diện tích sử dụng lên đến 20.000 m², chia cho 100 căn phòng lớn nhỏ trong dinh thự này. Và mỗi căn phòng thì có cách bài trí hoàn toàn khác nhau tùy theo mục đích sử dụng của từng căn phòng. Nguyên vật liệu sử dụng cho công trình Dinh Độc Lập mới này lấy từ miền Nam Việt Nam. Thưa quý khách, trừ 4 vật liệu phải nhập từ nước ngoài về, quý khách có thể thấy trong căn phòng này luôn. Ở trên trần nhà đây ạ, đây là những đèn trùm pha lê. Ở phía ngoài kia là những cửa kính cường lực trong suốt dài 12mm. Trên những cục gỗ màu nâu này là những máy điều hòa. Và trong quá trình đi tham quan thì quý khách sẽ thấy thang máy. Đây chính là 4 vật liệu duy nhất nhập từ nước ngoài về. Và hiện nay căn phòng mà quý khách đang ngồi đây có tên gọi là phòng khánh tiết. Từ ngày xưa thì căn phòng này chính là nơi tổ chức các cuộc họp với những nghi lễ rất là long trọng. Và cũng rất là đặc biệt là tại căn phòng này đã lần lượt chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của ba đời Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Vào tối ngày 21 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức. Phó Tổng thống lúc này là Trần Văn Hương, đã 71 tuổi lên thay. Nhưng sau đúng một tuần, Trần Văn Hương không xoay chuyển được tình thế. Thế là cuối cùng ông cũng đành từ chức và bàn giao lại cho tướng về hưu là Dương Văn Minh. Và vào ngày 28 tháng 4 năm 1975 thì Dương Văn Minh trở thành tổng thống cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà thưa quý khách, ông cũng chỉ nắm quyền trong vòng vỏn vẹn chỉ có 2 ngày thôi ạ, là từ ngày 28 tháng 4 tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bởi vì căn phòng khánh tiết hiện nay vẫn còn được sử dụng, cho nên cách sắp xếp bàn ghế có lúc được thay đổi tùy theo tính chất của từng cuộc họp. Và đặc biệt là trong căn phòng này, thưa quý khách, đã còn lưu trữ lại một hiện vật từ năm 1966, năm mà Dinh Độc Lập này được khánh thành. Hướng dẫn viên xin mời quý khách chúng ta xem nhẹ người ở phía sau. Quý khách sẽ nhìn thấy một bức tranh màu nước do họa sĩ Trọng Nội vẽ vào năm 1966. Ở chính diện bức tranh chính là hình ảnh của Quốc Tổ Hùng Vương.